Năm người yêu tôi nghèo nhất, tôi đã đề nghị chia tay. Sau này cô ta thành công danh toàn, dùng mọi thủ đoạn để cưới tôi. Mọi người đều nói tôi là bạch nhược quang của cô ấy, là người chồng được cô ấy yêu thương nhất. Cho đến sau này, mỗi đêm cô ta mang những người đàn ông khác về nhà, làm tan nát trái tim tôi, khiến tôi thành trò cười trong giới. Tôi mua cam mà mẹ tôi thích nhất, chuẩn bị đến nghĩa trang gặp mẹ lần cuối. Tôi sắp chết rồi, muốn nói với mẹ một tiếng, sau này con sẽ không đến nữa. Trước khi đi, tôi ghé qua công ty của Liễu Như Yên, tìm cô ấy lấy vài thứ khi mẹ tôi còn sống. Mẹ rất thích Liễu Như Yên. Năm đó cô ấy chưa bệnh, tôi và Liễu Như Yên vẫn còn yêu nhau sâu đậm. Mẹ tôi đi chùa cầu phúc, xin được hai búp bê phúc. Một bé trai, bên trong búp bê có ngày sinh của tôi. Một bé gái, bên trong búp bê có ngày sinh của Liễu Như Yên. Cầu sức khỏe, bình an. Cầu cho người yêu nhau mãi mãi bên nhau. Búp bê này mẹ bảo tôi mang cho cô. Cầu sức khỏe, bình an. Mỗi người một con búp bê gái này cho anh. Tôi lấy con búp bê trai này, nó rất giống anh, xấu xí dễ thương. Nhìn thấy nó giống như nhìn thấy anh. Con búp bê đó đến bây giờ vẫn còn đặt trên bàn làm việc của Liễu Như Yên. Tôi sợ sau khi tôi chết, Liễu Như Yên sẽ vứt nó đi như vứt rác. Đó là thứ mẹ tôi mua cho tôi phải lấy lại, đặt trước mộ của mẹ, để nó thay tôi bên mẹ. Khi tôi đến công ty, Liễu Như Yên đang xem video phỏng vấn buổi sáng của tôi. Trong video tôi đang chảy máu mũi, nói mình sắp chết. Thấy tôi, cô ấy ném điện thoại sang một bên, không nói gì cả, không hỏi gì cả. Tôi nhìn thấy trên bàn làm việc của cô ấy, chỗ trống nơi trước đây đặt búp bê phúc của tôi. Búp bê của tôi ở đâu? Đừng tan đuổi theo tôi. Nghe tôi muốn cái gì? Cười tươi nói. Hôm trước tôi bị đâm vào lòng bàn tay, cô Liễu thấy thương tôi lắm, bà không muốn tôi bị tổn thương, nên đã tặng cái búp bê đó cho tôi. Còn nói búp bê đó giống tôi lắm. Lúc bóc hình cô ấy rất thích anh Bạch. Anh nói cô ấy nói dối phải không? Tôi đẹp trai như thế, làm sao có thể giống cái búp bê xấu xí đó được? Tôi nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm vào Liễu Như Yên. Cô dám tặng đồ của tôi cho người khác là sao? Đó là của tôi mẹ mua cho, cô dám tặng cho người khác? Giờ đó búp bê là của anh đấy. Xin lỗi, tôi quên, tưởng là một thứ không đáng giá. Chưa cho kịp cô ta nói xong, đã nắm chặt cổ cô ấy. Liễu Như Yên không né tránh, chỉ im lặng nhìn tôi. Đừng tan đẩy tôi ra, chỉ vào mũi tôi mắng tôi. Mày bệnh à? Vì một cái búp bê làm gì mà đánh người? Anh ta chạy ra ngoài, nhanh chóng quay lại, trong tay cầm búp bê của tôi. Của mày đây, tự nhận lại đi. Thảo cũng không ai thương, hàng rẻ mạt mà mày còn tưởng mình quý. Đừng điên rồ nữa, cầm đồ của mày và đi. Búp bê rơi xuống đất, vỡ vụn. Tôi nhìn thấy tên và ngày sinh của mình nát thành từng mảnh, như số phận của tôi vậy. Chắc là không sửa chữa được nữa. Tôi bỗng cảm thấy có lẽ tôi sắp chết rồi, nhưng tôi vẫn không muốn chết. Tôi vẫn chưa gặp mẹ, tôi sợ mẹ không gặp được tôi, sẽ luôn đợi tôi. Đầu tôi dội lên một cú, tôi đấm mạnh đường ta một cái. Đó là của mẹ tôi, tôi thương, tôi sẽ thương. Chưa kịp nói xong, nước mắt đã rơi. Tôi vươn tay kéo Đường Tam, nhưng Liễu Như Yên đứng trước anh ấy, chắn trước mặt tôi nóng rực, nhìn chằm chằm vào cô ấy, khóc rồi cười. Mày còn biết tao sắp chết rồi, mày còn bắt nạt tao. Liễu Như Yên, mày có thực sự đã yêu tao? Cô nhấc nhẹ tay lên, tao đi giọt nước mắt của tôi và hỏi lại. Đầu tiên là bánh kem, rồi lại là chuyện chết. Bách Tử Họa, mày thấy vui khi bỏ tao à? Mày không cần khóc trước mặt tao, tao cũng sẽ không còn thương mày nữa. Lời của cô chưa kịp nói xong, một giọt máu đột ngột rơi xuống, đập vào lòng bàn tay anh. Tôi lại chảy máu mũi, lần này nặng hơn so với trước. Tôi mềm chân, đau đớn đến mức không thể đứng, căng thẳng thường ngã xuống. Liễu Như Yên hoảng loạn quỳ bên cạnh tôi, ôm chặt tôi, gọi xe cứu thương. Cô ấy bất lực, chỉ có thể nhìn tôi máu chảy nhiều hơn. Tôi mất ý thức, nghe thấy Liễu Như Yên khóc. Tại sao máu không ngừng? Đừng chảy máu nữa. Bách Tử Họa, xin anh đừng đùa với tôi.